Chào mừng các bạn đến với nhà máy sản xuất khung nhà thép của chúng tôi. Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu quy trình sản xuất khung nhà thép nhẹ của công ty An Thịnh Phát. Quá trình sản xuất khung nhà thép của chúng tôi bắt đầu bằng việc chuẩn bị các nguyên liệu cần thiết, đúc khuôn và cắt. Theo yêu cầu của khách hàng, thép có thể được cắt, uốn cong và tạo hình để tạo ra các sản phẩm thép chất lượng cao. Đó là quy trình sản xuất khung nhà thép của chúng tôi tại công ty An Thịnh Phát. Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm khung nhà thép chất lượng cao và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.